gần 500 ngàn nha bà. Dung không có làm nghĩa địa gì. Thiệt luôn, mua 500 ngàn. Dung không có nghĩa địa gì đó. 500 ngàn một ngày đó. Mình nhiều hơn Dung, mình nhiều hơn Dung mà mình trút được. Bởi vậy mình nhiều hơn Dung, mình trút được 2 tờ, Dung trút được 1 tờ. Nó đắt hả? 2 con trăm. Kệ, được gỡ được đồng nào hay đồng đó đi em ơi. 500 ngàn, đúng lại 100 ngàn, cũng mua chuối, cũng ông địa được rồi. Được, được rồi. Coi như... Ê, xuống quay đi làm gì ngồi hoài với Phụng. Xuống đi, xuống đi. Phụng cung ớt. Ủa vậy hả? Vậy thôi đã sai. À, bây giờ nhớ mà đi lại chỗ cái quán cà phê. Đây nó là tiệm bánh chuối chiên rất là ngon nha. Bây giờ lại nổi tiếng ở Vĩnh Long nha mọi người. Mà kêu là xếp hàng mua đó nha, kêu là xếp hàng mua đó. Dạ mùi có nghe mùi chuối chiên không mọi người? Có vậy mùi đó. Bí quyết của này là bí quyết ai là bí quyết mình không có chia sẻ được. Dạ. Nhưng mà okay. Ý là bột nó giòn hay sao chị? Đúng rồi, rồi. Ăn thử cái bột nhỏ cho bí quyết của nó. Đẹp rồi. Chị gấp ngon vậy, nhìn đẹp ngon vậy. Đùi gan ra đẹp. Trời ơi, ơi tao nói giống như là chi chả giò vậy trời. Đẹp quá à. Đó. Đùi gan này. Để chị cầm đi. Cho tay mấy cái mua miền hỏi 10. Mười em quay em coi chừng cẩn thận nha. Chuối mà đi văng lên dầu văng lên tay em cứ buông điện thoại vô cái nồi chuối. À em buông ngoài này điện thoại em dơ chứ em không bao giờ em quăng vô cái nồi dầu. Em ơi cái này là nửa trái hả? Dạ một trái chuối em cắt ra là vô thôi. Vô. Mình ép. Bữa nay ăn chuối chiên này là má trả tiền không? Ép ra rồi nhập lại cũng làm trái luôn. Đúng rồi. Cầm lớp sẽ đều hết. Dữ vậy nghĩ sao? Nè đây nè. Cái cuốn này phỏng vấn mấy hay nè. Hồi hôm qua mua gần 1 triệu đồng vé số và hôm nay trúng được 100 ngàn. Ôi. Sáu mươi sáu bảy tám tờ mà 64 ngày một lát mình bao chú chiên mà chú chiên như miếng giá 7 ngàn bao được 10 miếng. Ủa đâu 10 miếng được tặng một miếng, 10 miếng tặng một miếng bao được 15 miếng. Dạ yeah, ok trả giấy số đổi. Đây làm cái này làm sao vậy? Đây đó là mình là em làm đi em đổ vừa vô đổ cái này là nước triều cường hả cưng? Dạ. Có một con bé là đứng phụ đi. Ủa mình để cái chuối này người ta ép ra rồi. Ở chỗ tôi á là dầu không sợ nóng, không cần cầm này là dở, tôi lấy cái tay tôi quấn mà tôi cao đẻm này xê ra. Lại làm. Xê ra. Cũng tài được chơi. Trời ơi làm đây mà cầm đũa này dở rồi. Bộ chiều xếp hàng luôn hả? Dạ, đâu. Không. Hai bàn tay của em. Đâu rồi? Hai bàn tay của em đây em mua cho mẹ xê ra. Chúng giá dầu xịt lên. Chúng dầu quá. Thì ra trời ơi dầu nó ơi. Dầu là cái gì? Hai bàn tay đây. Của em. Em cầm đũa em vớt cho em. Thôi 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 thôi. Tôi giái à. Ủa sao cái này mình động lấy cái đồ gắt á? Đá đó, mình ê, nó nghe là bà chị đại mà tối ngày ai cũng giái bà bị này bị kia. Trời đất ơi, có đứa em xuất sắc. Ủa chứ ai đứa ta đang làm cái nhà. Có một đứa em xuất sắc. Có nghĩa là có ăn phải có làm. Rồi giờ em làm đó là chị dớt rồi. Rồi. Rồi xong. À, để gáo dầu, gáo dầu. Gáo dầu. Rồi bây giờ cái này em làm cái con này. Mình hớp ra. Mình hớp ra cái hớp cái đó đây nè. Mình hớp để cho mấy cái dơ đúng không em? Dạ dạ đúng rồi. Ra bóp cho nó sạch cái dầu phải không? Thì ra ba vụ này trời ơi. Cái chuyện gì khó để tôi đó ba chuyện gì khó lắm luôn. Chiều á thì mấy em học sinh về thì xếp hàng mua chuối rất là đông nha. Còn bây giờ nhớ Vũ Long đứng xếp hàng đó, giờ nhớ nữa không xếp hàng coi phá. Cái này là giờ này mình biểu diễn thôi, biểu diễn cho mình thôi coi chừng á Phụng. Trời ơi vớt dầu mà có gì mà coi chừng. Không phải tại vì bà hậu đậu. Trời ơi hậu đậu khác tôi nói mà tại vì bà hậu đậu nghe. Rồi ra đây em vớt cho đi ra cho nó vớt đi. Tôi không có phải vô về bệnh viện phụ sản Hương Châu gì nữa. Đây có xuyên lá, bệnh viện xuyên lá gì ở đây nè. Ở dưới là bỏng vào vô bệnh viện phụ sản xuyên lá. Chứ thằng Trung thằng Dũng á nó bị đau bụng mà vô phụ sản. Nó đau bụng nữa là cũng liên quan tới cái tiết niệu. Cái gì con? Bán hàng cho người ta. Đó, lấy cái gắp gắp thấy chưa? Dạ, để em chiên tới tới. Để em chiên tới tới. Đó, ăn thử đây nè. Thôi ăn để nó quay đã. Ủa làm gì thế vậy? Ủa hay chưa? À trời có công nghệ chứ không phải từng miếng thôi nha. Mọi ơi vô đây nè, qua bên này nè mọi. Ơi, qua bên này mới lấy được mọi ơi. Có cuốn sẵn ha. Đây 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 dữ dằn chưa? Đó. Hay chưa? Ôi trời nhỏ. Hay quá trời, em thấy bây giờ thiệt công nghệ tân tiến quá, chiên chuối chiên cũng là một công nghệ tân tiến nha mọi người. Rồi, đưa này lên. Đưa
này là làm gì? Cái này là bỏ bột đó. Cái này là phát minh của thằng cháu á. Thằng cháu là em của cô này nè. Cô này là Phước Lê, thằng kia là Lộc. Đó, phát minh của nó. Chị làm nó vừa ha. Hay ha. Cái này là nửa trái chuối. Nửa trái chuối nhưng mà ta ép là thành một cái. Ta ép là thành trái, tại vì mình làm bên hai bên nó mới đều có chuối hết. Nó không sao nó lại mọi người, tại sao nửa trái mà thành hai vì một trái, vì mình ta cắt nửa trái ta ép xong là hai cái chặt lại, được chưa? Cho nó đều. Và cái nhà cái chuối cũng phải tới cái ngày nào đó mới được chứ không phải là chuối nào. 9 tháng 10 ngày. 9 tháng 10 ngày. Vậy là 9 tháng 10 ngày đi bán lần hả con? Dạ. Không, cái này là một ngày như vậy là nay nó buổi chiều là phải xếp hàng hả chị? Một ngày là bán 1.000 trái. Đúng rồi, một ngày bán 1.000 trái thì phải chị. Không, vài trăm trái thôi. Rồi đó ơi, một ngày bán vài trăm trái, 500 trái đi là 3.500.000. Phơi cho nó khô. Ủa, chuối phơi cho khô, chuối kia mà phơi. Không phải, qua một lớp. Qua một lớp cho nó. Ê, tôi nói vậy mà bà Dung bà cũng tin nữa ta. Cho ráo rồi thêm một lớp bột nữa nó mới Dung giòn. Nhẹ dạ cả tin. Thì đó nè, coi cái. Thật ra phơi như vậy lên để là cho nó không có hút dầu nhiều. Đúng. Đó mới chứ. Em không có bán nhưng mà em. Như vậy cho nó rớt xong, nó rớt hết dầu rồi bỏ xuống nó mới giòn. Rồi sao nữa? Rồi là vậy đó. Ồ, cũng có công nghệ quá ha. Để em zoom vô, em quay zoom, đừng hỏi em rung tay rớt máy vô cái thao bột. Tự nhiên cái thành điện thoại chiên bột kỳ lắm. Đây ha. Ủa rồi mấy cái này em để vài lát chiên xuống nữa hả? Dạ, đây, bỏ xuống đây. Nhúng một lần nữa. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi qua đây ngồi. Đây nha. Rồi đây luôn á. Trời ơi, công nghệ nha. Ở Sài Gòn là chiên đơn giản, đập rồi chiên nè. Không, nhưng mà Sài Gòn chỉ chiên 2 lần thôi. Dạ. Còn chiên tới đó. Chỉ thôi nhưng mà bác thầy không có làm chuyện này. Mình vô đó mình dọn bàn cái mình ngồi ăn. Phải nhúng bột lại một lần nữa nó mới thấm á. Nó mới thấm mới giòn ngon. Mà quan trọng là bột, mình phải biết cách pha bột nó mới ngon. Và đó là cái cái đó là cái kỹ thuật để tại sao để cái bí quyết để có một cái miếng chuối chiên ngon. Ai mà tự nhiên hỏi luôn như thế là cái bí quyết cả đời người ta. Nó khủng. Đúng rồi, đây là phần. Ủa, lật xuống rồi phải không đó? À, cái này lật lên nữa. Hai mặt luôn đúng không? À, rồi cái hồi nãy miếng khô đây nè, để đây nè. Nhưng mà hai cái là nó không có nứt. Nó ráo rồi xong mình bỏ trở lại vô bột. Nó có bột vậy mà nó nứt cái chuối. Cái đó là cái bột chính của nó đó. Nó làm bột đó đó. Cái ráo hồi nãy là mình bỏ vô là giờ mình chiên lại đúng không? Bỏ vô lần 2 nè. Ờ, đó này là lần 2 rồi đó. Đó, lần 2 rồi đó. Là mới bắt đầu lấy lên vớt ra phải không? Không, con phải gứa bột hai mặt nữa. Nên trái chuối của con để nó không bao giờ, nó ít là mềm lắm. Nó chậm mềm. Dạ, nó chậm giờ, nó không có bị mềm liền đâu. Để đây cũng là một nghệ thuật hay đó ha. Phải là dễ đâu. Có thể từ đây mua đem về Sài Gòn mà vẫn chưa mềm miếng chuối. Đúng rồi. Hôm qua, hôm bữa tôi nói anh đi không mềm. Tại con chiên vẫn chiên kỹ. Dạ. Lửa lại bột rồi nè, nó phải kỹ. Có nghĩa là 8 tiếng vẫn còn giòn chị Phụng. 8 tiếng là bữa hổm đi 8 tiếng đó chị Dung. Hay á. 8 tiếng vẫn còn giòn đúng. Đi Đồng Nai hả con Năm? Không, bữa con Năm đi. Đó là đó. Bữa nãy kêu một lớp rồi ha. Dạ. Nhiều lắm chị Phụng ơi. Không để ăn được miếng chuối chiên ngon thì phải như vậy. Cái gì cũng vậy, nó phải đơn giản. Không phải đơn giản mà nó ngon, nó phải có cái bí quyết của nó. 8 tiếng hồi vẫn còn giòn mà. Phải gạt bột ra bớt không? Đều phải canh. Mà cái dầu này cũng là dầu tốt á. Dạ. Dầu thường đó. Dầu là đặc biệt con không có chiên đi chiên lại nha. Đúng rồi. Mình bán mình chứ đây là kêu chuối chiên gì? Đúng rồi. Chuối chiên lọc, cái này cũng lọc hả con? Dạ, chuối chiên thương hiệu nó là chữ La. La. Ai tới Vĩnh Long tới có chuối chiên thương hiệu La. Ở số mấy vậy con? Ở số mấy? 45/4G đường Nguyễn Văn Long phường 8. 45/4G đường Nguyễn Văn Long phường Lâu. 45/4G đường Nguyễn Văn Lâu phường 8. Phường 8. Bán này mấy giờ xong? Vĩnh Long nha. 5 giờ rưỡi là con dẹp rồi. 5 giờ rưỡi là con dọn rồi. Một ngày còn bán được bao nhiêu nải chuối? Một ngày bán khoảng 300-400 trái chuối á. Trời ơi. Lọc là khai thác ra cái này. À, cái này hôm qua nè. Đúng rồi, Lọc là em của cô này. Cô thứ hai, Lọc thứ ba. Hôm qua gặp ảnh rồi. Nó đó rồi, nó khai thác cái này nè. Hả, ngồi đằng đó mà bán được. Trời ơi, bả ngồi. Chưa. Để ta làm xong cái công nghệ đã. Bà nhoi quá bà khủng á. Cái gì? Thấy bà chửi kìa. Nó đang làm công nghệ chuối rồi. Là lần 2 mới bắt đầu nó phồng lên mà thấy không ơi. Đúng rồi. Chiên lần 2 nó phồng.
là hồi nãy giờ chưa ra một cái sản phẩm một miếng chuối đó. Từ lúc mình quay tới giờ. Từ lúc mình quay tới giờ chưa ra sản phẩm một cái chuối đó, chứ không phải đơn giản là nhúng bột lật qua lật lại. Đúng. Người ta chiên có một lần thôi, còn con là phải chiên nhúng hai lần, phải rưới bột nữa. Đó là cái kỹ thuật ha, đó từ hồi nãy giờ đó. Nhưng mà công nhận là nhìn trái chuối nó rất là đều nha. Mà tại sao để trái chuối 8 tiếng đồng hồ vẫn chưa có mềm là lý do này đây? Đây là lý do này đây. Đó, giờ là con mới rưới bột. Lọc bột nữa hả? Lọc nó giỏi về nghiên cứu. Nó nghiên cứu này mấy năm á chị Dung. Dạ. Rồi nó mới ra cái nghề này. Phải rồi. Nó nghiên cứu cái bột, rồi nghiên cứu trái chuối, rồi nghiên cứu đủ thứ á. Rồi cắt chiên nữa. Rưới bột nữa, bột khô hả con? Dạ. Bột mình để riêng đó. À, cũng là bột này mà để riêng. Dạ. Rồi nó rưới thêm lần nữa chờ. Trái chuối rất là trong đọt nha các bạn. Để ăn một cái chuối 7.000 rất là trong trọn vừa từ làm nha. Sau đó cái mặt bột này vàng lật lại rưới qua mặt kia đúng không? Dạ, đúng rồi mà. Cái thương hiệu này là thương hiệu của nó đó, ở trên Vĩnh Long này. Quán chuối chiên La. La. Con làm mấy năm rồi con? Lộc với gì con? Lộc Ân. Lộc Ân. La là Lộc Ân mà viết tắt là La. Dạ, khoảng 6 năm rồi. Về đây mấy lần tôi không biết. 2 năm đầu là nghiên cứu đó chị. Tại mình không thật ra về đây cũng mấy lần mà không biết cái này, đó lần đầu tiên biết đó. Vĩnh Long này tôi cũng nổi tiếng đó. Thì quá. Đó cái trái chuối đem về thì chị Dung phải là. Dạ dạ dạ. À mình để đâu? Đâu mà để cái này. Bây giờ mình bưng ra ngoài mình ăn từ từ đi. Đây nè, bây giờ cái miếng chuối vẫn còn rất là giòn nha. Miếng chuối rất là giòn mà theo như bà chủ bán nói là 18 cái hồ vẫn còn giòn. Cái này là tôi mua rồi nha. Đó. Nè, tôi bẻ ra nè. Đó, nghe cái giòn được chưa? Đó, rất là giòn nha. Dung bẻ miếng chuối chiên hết, muốn ăn hết ngon rồi. Dạ thì để em ăn chị ba. Nghe chị ba. Bà nhai đi, bà nhai nghe tiếng rọt rọt. Con nhai đi. Nãy giờ các bạn thấy, nãy giờ là từ hồi lúc nha. 10 quay tới giờ là vẫn chưa chưa thành phẩm. Thành phẩm. Bây giờ nó chắc chắn thành phẩm này, còn rưới bột thêm. Rưới bột thêm một lần nữa nha. Chuối chiên La ở thành này thành phố Vĩnh Long phải không? Phường 8 thành phố Vĩnh Long. Đường cái gì gì quên. Con nhắc nhé. Nếu mà sạch dầu chỉ xài một lần thôi, Nguyễn Văn Lâu. Đường Nguyễn Văn Lâu. Phường 8 thành phố Vĩnh Long. Mình xài bánh bao cho chuối cái phần ngon. Giòn. Rồi. Bây giờ để nhớ là lại mọi người thưởng thức nha. Cái này của Bưng, cô phải không? Có cái dĩa không? Dạ. Có cái Bưng nha. Dạ dạ dạ. Cái dĩa Trang ơi. Cái dĩa từ Lương Giao Hò thấy hụng. Cái chỗ nào nữa hả? Hỏi đó là giá đó. Giá đó thấy không? Cái này là bột hả? Bột. Nãy giờ. Nãy giờ mình chai giờ mình không thấy luôn à, tao nói chị trai à, chưa làm chị trai à. Người ta chiên bánh chuối rất là đẹp, bây giờ mình sắp làm sao cho nó đẹp đi nha, mình đừng có mà vụng về, nước thì mới chiều cường mới ngập rớt một cái là thôi rồi luôn nha Dung nha. Không phải chai bột đó nha. Đó cái chai bột của anh ta mà bà Phi Phụng nó chai sốt thôi. Nãy là nói ấy. Bà giả đó con. Thấy không? Bà giả. Con quay luôn cái chỗ này, cái chỗ bà giả cho má. 1 2 3 quay. Nóng quá. Miếng này nóng hả chị? Miếng này hả? Giả chân, không hề nóng quá. Thật ra má nóng không? Không. Con thấy là má đang rất là gồng đúng. Hay quá. Con Dĩ Phương hay là bộ như là ta đây không thấy nóng như sự thật. Má này chỗ nóng vậy. Thấy quên tay của tao nó có đóng không? Tao phản má. Gịch tử. Ủa? Ngon, rất ngon, phải gịch tử. Chú chiên ở đây, cái bằng chú chiên gì ra? Lộc ơn. Lộc ơn hả con? Dạ, Lộc ơn. Bà xin, bà chủ rồi kìa. Bà chưa để tao hỏi, bà ấy giờ chủ. Cái người mà sáng tác, người tác ví dụ nhà, chưa nói hết. Nhà ta kêu là sáng tác. À. Còn chú chiên ta kêu là sáng tạo, nhưng mà không phải nha, nó một ngày một bữa nha. Như trên thành phố mình chiên ha, mọi người thấy là chiên chú chiên là bỏ luôn, nó vàng xong mình chỉ lấy ra thôi, nó mềm. Nhưng mà cái này đặc biệt là từ sáng tới chiều tới tối luôn, tối ngủ qua ngày mai nó giật mềm, ấy nó lột, không qua ngày mai nó phải mềm không? Cái gì vậy? 8 tiếng. 8 tiếng, nó vẫn là giòn.
bởi vì người ta đi xuống Vĩnh Long, người ta mua đây về Sài Gòn nó vẫn giòn, nó vẫn ngon. Và đây là cái người mà sáng tạo. Wow, sáng tạo. Kỹ sư Lộc Ân hả? Lộc Ân. Lộc Ân là con hả? Tên con Lộc Ân. Con Lộc, con tên Ân. À, hai cha con sao? Vợ con tên là La. Dạ, nói chung là ban đầu á thì vợ con kêu chiên chú chiên. À, tự nhiên vợ con thích ăn chú chiên. Rồi không rồi á, khi mà chiên á thì thấy bán được quá. Bán được. Từ rút kinh nghiệm rồi. Nhưng mà cái hồi đầu nó cũng chiên vậy hay sao? Hay là chiên bình thường? Hồi đầu á thì chiên như chú chiên cũng vậy mà nó không có giòn lâu. Đúng rồi. Xong rồi mình học qua ngày đó rồi mình giữ cái công thức. À. Bảy bột rồi cách chiên. Ừ, nó chiên hai ba đợt nãy mọi người có thấy đâu quay rồi đó, chiên phải nhiều công đoạn, nhiều công đoạn. Rồi phải có lửa nó đúng rồi. Lửa đúng nữa mà này lửa ga mà. Dạ, thì riêu hay sao? Là cái này đáng lẽ nếu mà nhiệt độ mà nó đúng nữa đó là nó giòn lâu nữa. Nó có cái đó nữa. Nhiệt độ đúng hả? Nhiệt độ phải khó mà, khó chứ phải dễ đâu đúng không? Nhưng một tháng lời, một ngày lời mấy tỷ nè? Thôi. Đủ ăn. Tỷ mấy? Một ngày lời. Này đủ ăn tại sống qua ngày thôi chứ. Trời ơi, bán chú chiên mà tứ sắp hà, một ngày bán mấy trăm trái. Sống qua ngày thôi, đây là cái nguyên sân vườn của Lộc. Mấy trăm nãy, mấy trăm trái hả? Sân vườn là sân vườn 7 công. Dạ, 7 công trồng măng cục. Đa số là măng cục. Cái đó của chị hai đó, là đó, cái nhà này. Nhưng mà mọi người ơi, không phải là chuối là hái trên cây mà chuối để đâu, chuối hái chuối già hả? Dạ, chuối già rồi cái mình để tự nhiên. Để tự nhiên. Ủa, chuối già chứ chuối xiêm, chuối xiêm nhưng mà già. Chuối xiêm. Chuối già thì đó, nó già thì mình từ từ chú mình xiêm nó già chín tới. Đó. Chứ mình nếu mà chuối chín thì nó già một lượt mình đâu làm chi. À, từ từ phải không? Từ từ vậy đó. Nghĩa là giống như là mà có bầu đó, 9 tháng 10 ngày mới nở đó. Đó, mới đẻ đó, đây cũng giống vậy đó. Không biết hỏi làm gì căng. Có Diễm Hương nó hỏi câu mà không chửi không được. Sao dạ, mà hỏi gì? Má chú xem cái gì tôi nói là chú tính dạ, không? Không, má diễn tả là chú vàng vàng đó. Chú vàng vàng. Ủa sao này nó xanh? Thì đúng rồi, đúng rồi. Chú xanh là nó chưa có chín. Thì nó chưa có chín. Thì ai biết đâu kêu chỉ đây là nguyên liệu làm. Giống như là mày là chín rồi, hơi, còn ta là chín già nè. À ok, má. Còn má là chú chín nè, chú chín nè. Má còn non nè. Rồi, xin chào nha. Chào.